thì đầu tiên là chúng ta nói về vẻ đẹp của thiên nhiên sông Đà đó chính là vẻ đẹp của con sông chúng ta đều biết rằng là Nguyễn Tuân đã gọi con sông Đà với hai cái vẻ đó là cái vẻ hung bạo và vẻ trữ tình Nguyễn Tuân gọi đó là hai cái nét tính cách của sông Đà ông đã nhân hóa dòng sông lên và coi đó là một hình tượng một sinh thể có hồn mang những cái nét tâm trạng mang những cái nét tính cách rất riêng chúng ta thấy rằng là nguồn cảm hứng nào mà Nguyễn Tuân đã gặp gỡ con sông Đà ngay ở lời thơ đề từ Nguyễn Tuân đã nói rằng là chúng thủy giai đông tẩu đà giang độc bắc lưu nghĩa là con tất cả các dòng sông đều chảy về hướng đông riêng có sông đà chảy về hướng bắc nghĩa là sông đà vốn là một dòng sông rất là cá tính đấy thế chúng ta nhấn mạnh thầy nhá cái nguồn cảm hứng giữa Nguyễn Tuân với sông đà đó là sự cá tính đó là sự hấp dẫn đó là những cái nét tương phản đối lập nhưng hài hòa trong cùng một chỉnh thể hay đầu tiên chúng ta sẽ khám phá cái vẻ đẹp hung bạo Thực ra nói đến cái hung bạo của sông Đà là chúng ta phải nhấn mạnh rằng là qua cái nét tính cách là hung bạo ấy thì Nguyễn Tuân muốn miêu tả được cái vẻ hùng vĩ, tráng lệ của Đà Giang. Thế thì vẻ hung bạo này thì chúng ta nhớ bốn đoạn văn, thầy khái quát luôn cho các bạn nhé. Đoạn đầu tiên là đoạn bờ sông dựng vách thành, đoạn thứ hai là đoạn mặt cành hát lóng, đoạn thứ ba là đoạn tà mường vát và đoạn thứ tư là ở những cái trùng vi thạch trận. Đoạn tà mường vát này chính là những cái hút nước để có ba cái đoạn văn chính để chúng ta thấy ở trong cái văn bản này và chúng ta sẽ uh, triển khai. À, tuy nhiên ở cái vẻ hung bạo ấy, thì nhà văn Nguyễn Tuân lại uh, miêu tả nó một câu rằng là sông Đà mang một thứ diện mạo và tâm địa uh, của một thứ kẻ thù số một của con người. Thế nên là thầy sẽ tách ra làm hai phần để cho các bạn nhìn cho dễ. Tất nhiên cái này cũng chỉ mang tính tương tương đối để làm sao mà chúng ta tiếp cận văn bản uh, nhanh nhất thôi. Ở cái phần diện mạo thì chúng ta sẽ tiếp cận ở đâu? Diện mạo của sông Đà ấy là một cái diện mạo rất là hung dữ này, rất là dữ dội và bất cứ chỗ nào của dòng thác dòng sông ấy cũng rất là hung bạo rất là dữ dội đó là gì đó là lòng sông hẹp bờ sông dựng vách thành Đấy, rồi uh, lòng sông hẹp lại như một cái ít hầu nơi đó như nào con hiêu con nai con hổ có thể ở bên bờ bên này nhảy sang bờ bên kia rồi người ta cầm viên đá người ta ném mà cũng có thể sang bờ bên này bờ bên kia được tức là lòng sông nó rất là hẹp lòng sông hẹp nước chảy xiết chính ngọ thì mới có mặt trời chiếu xuống mặt sông, chứng tỏ rằng là nơi đó là con thuyền nào đi qua quãng đấy là thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Rồi đến mùa hè mà đi qua cái quãng đấy cũng có cảm giác mát lạnh. Đây là một điểm rất là riêng. Rồi đâu nữa, rồi đoạn mặt kênh hát lóng, dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cái cảm giác mà tất cả như đang ở thời kỳ hỗn mang. Đấy, nó xô vào nhau, nó tạo ra cái 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 sự hỗn độn và ở nơi đó con sông đà như là lúc nào cũng đang đòi nợ suýt cái người lái đò vậy tuy nhiên cái đoạn mà theo thầy nguyễn tuân miêu tả cái vẻ uh, hung bạo dữ dội nhất của sông đà ở cái diện mạo ấy chính là ở cái đoạn cái hút nước hút nước nhà văn miêu tả rằng là con thuyền nào mà vô ý mà bị cái con uh, cái hút nước để nó hút xuống ấy thì ngay lập tức trồng cây chuối ngược ngay lập tức trồng cây chuối ngược đấy, rồi đi dưới lòng sông và mươi phút sau tan xác dưới khỉu sông dưới cái cách miêu tả nó gợi nó cái gì à, thực ra là nếu con thuyền bị hút xuống dưới cái hút nước ấy thì đương nhiên là nó sẽ 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 gặp nguy hiểm rồi nhưng ngay lập tức rồi 10 phút sau chúng ta thấy cái thời gian cái con thuyền đấy uh, nó bị hút xuống dưới đáy và 10 phút sau nó tan xác là cái thời gian nó rất là nhanh nghĩa là có cảm giác rằng con sông đà ấy, cái hút nước kia giống như miệng của một con thủy quái khổng lồ rất tham lam độc dữ và con thuyền kia thì giống như một thứ sinh linh bé nhỏ đến tội nghiệp phải à, cống nạp cho tử thần vậy đấy là cái cảm giác à, ghê người khi người ta à, nhà văn tưởng tượng ra cái cảnh mà con thuyền nào mà bị hút xuống dưới đáy như thế để chứng tỏ ra cái hút nước này thực sự và kinh khủng để thể hiện hết được để miêu tả cho được hết cái diện mạo của sông Đà với cái vẻ hung dữ hung bạo như mà con thủy quái như vậy thì uh, Nguyễn Tuân đã sử dụng cái uh, một bút pháp đó là cái bút pháp so sánh. Nguyễn Tuân miêu tả như thế nào? Nhà văn đã miêu tả rằng là uh, cái 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 hút nước ấy như là uh, có một cái con thuyền nào mà vượt qua cái hút nước đấy phải y như ô tô sang số nhấn ga mượn cạp ngoài bờ vực. Con thuyền nào đi vượt qua cái hút nước ấy thì như ô tô sang số nhấn ga mượn cạp ngoài bờ vực. Thậm chí có lúc ông còn miêu tả như thế này. Ông miêu tả cái cái đoạn dữ dội như là âm thanh của tiếng thác nước nhá. nó giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng che nứa đồ lửa đang phá tuông rừng lửa rừng lửa cùng với đàn trâu ra cháy bùng bùng đây là một cái bút pháp so sánh mà chúng ta thấy sử dụng liên tiếp ở trong cái đoạn à, những cái đoạn văn của của nhà văn mà nếu như so sánh bình thường là lấy a so sánh với b đấy lấy a so sánh với b thì uh, cũng sẽ bình thường thôi đúng không nhưng vấn đề là nhà văn nguyễn tuân có những cái cách so sánh khiến chúng ta có cảm giác rằng a và b nó thậm chí đang ở thế đối lập ví dụ như ông lấy ô tô để tả thuyền lấy cái vực ở trên đèo cao để tả hút nước ở dưới sông sâu Đấy, lấy a để tả b nhưng a và b thường xuyên trong thế đối lập và cái cách so sánh như vậy ấy, nó gợi ra những cái trường liên tưởng những cái cảm giác rất là độc đáo nguyễn tân có khả năng kéo những cái đưa người đọc từ những cái nơi xa xôi cách trở như vậy về gần hơn Đấy, làm cho chúng ta có cảm giác rằng nó như hiện ra trước mắt chúng ta vậy làm chúng ta có cảm giác rằng là cái dòng sông Đà thực sự là rất là hung bạo, rất là hung dữ. Đây thậm chí ông có lấy gì lấy uh, lửa để tả nước, Đấy, lấy lửa để tả nước, lấy rừng để tả sông, lấy tiếng trâu giống để tả cái tiếng thác nước. Cái cảm giác là tiếng thác nước có réo như là oán trách như là van xin và cảm giác trước mắt ta là một ngàn con trâu mộng và sau lưng là cái rừng lửa cháy, Uh, như thế thì có cảm giác rằng là nó như một cái thứ thanh âm uh, cuồng loạn của thiên nhiên. Đấy. Như vậy thì uh, muốn nhấn mạnh cho các bạn là cái cách miêu tả của tác giả rất là độc đáo uh, nhờ cái thủ pháp so sánh với lối viết rất riêng, Đấy, rất là rất là lạ. Đấy là một nhà văn thực sự có khả năng liên tưởng, một nhà văn thực sự có tầm. Bên cạnh cái vẻ hung bạo thì chúng ta có thể nhắc tới cái thứ hai là cái tâm địa của sông Đà mà nhắc cái tâm địa thì chắc chắn là chúng ta phải thấy rằng là nó mang tính tiêu cực rồi đúng không? Có thể nói là một cái thứ tâm địa rất là hiểm ác, nghĩa là sông đà rất là hiểm ác, rất là độc dữ, nó tìm đủ mọi cách để có thể ăn chết được cái uh, con thuyền kia. Để miêu tả được cái tâm địa của sông đà, một cái tâm địa hiểm ác như vậy, nhà văn đã tưởng tượng ra một cuộc hỗn chiến giữa một bên đó là người lái đò và một bên đó là con sông đà và chúng ta sẽ tập trung vào đoạn phân tích cái đoạn là trùng vi thạch trận thì chúng ta sẽ làm nổi bật được cái phần tâm địa của sông Đà rất hiểm ác, rất độc dữ. Tâm địa hiểm ác độc dữ của sông Đà trước tiên hiện lên ở cái sự biến hóa của trùng vi thạch trận. Con thuyền mà đến đi vào cái dự cái thác nước dữ dội ấy thì trước tiên phải đối diện với một cái trùng vi thạch trận đầy biến hóa. trùng à, vi thạch trận này chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là à, có 5 cửa, 5 cửa tử, một cửa sinh, và cửa sinh thì lại nằm ở phần tả ngạn. Vòng thứ hai à, cửa tử tăng lên và cửa sinh thì chuyển sang phần hữu ngạn. Đến vòng thứ ba, vòng à, gần như là vòng cuối rồi thì ít cửa hơn và cửa sinh thì chuyển ra ở giữa. Như vậy rõ ràng là dòng sông Đà đã 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 thay đổi cái cửa sinh cửa tử. Cửa sinh là cửa sống và bây giờ cứ nó cứ thay đổi một cách biến hóa linh hoạt như vậy. Nó gợi cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một à, của một cái gì? nó gợi cho chúng ta thấy hình ảnh của chính cái chất đồ bát quái của khổng minh khi xưa nhưng mà nhớ rằng là khổng minh khi xưa bày trận đồ bát quái ở trên à, ở trên cạn thế còn nhà văn nguyễn tuân ấy, thì ông bày cho chúng ta trước mắt chúng ta một trận đồ bát quái ở trên cái 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 mặt nước và cũng chính trên những cái trang văn khiến chúng ta có thể thấy hiện hình đây là một dòng sông thực sự à, biến hóa khôn lường nham hiểm và đầy cái mẹo lược mà chưa đủ trong cái trùng vi thạch chất đầy biến hóa này thì còn hiện hình cái gì hiện hình đá những cái viên cả đá và cả nước nữa nha đá và nước các bạn gạch chân ngay cho thầy tìm hiểu ngay gợi ý cho thầy là chúng ta sẽ tìm xem những cái động từ và tính từ nào để nhà văn có thể miêu tả được đá và nước đá vốn là vật vô tri vốn là vật bất động như vậy và nguyễn tuân đã dựng dòng sông dậy dựng đá dậy thổi hồn cho đá biến đá mang những cái khuôn mặt những cái uh, hành động nó rất là 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 giống như những cái tên tướng rất là hiểm hiểm dữ nào là những khuôn mặt như là nhăn nhú méo mó là những như là hất hàm Khả, hất hàm đòi cái con thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến rồi oai phong bệ vệ Đấy, những hình ảnh của những cái khuôn mặt đá như vậy những cái góc quay cận cảnh để lột tả được cái vẻ rất là hung dữ của những cái tên tướng đá mà hành động của chúng còn là gì mai phục này nhổm cả dậy này chặn ngang này canh này đánh tan này tiêu diệt bằng được cái con thuyền hình ảnh của những tên tướng đá này thực sự trở thành cái nỗi sợ hãi uh, đối với những cái kẻ yếu bóng vía mà đâu chỉ đá còn có nước nữa đá thì có thể bắt động đúng không nhưng nước đấy dòng nước vô sở bất trí thì dùng đủ mọi những cái ngón đòn để có thể tiêu diệt được cái con thuyền nào mà dám lao vào trận địa ở đây chúng ta thấy rằng là đầu tiên nước nó như những thứ âm thanh nó là oán trách này nó giống lên như tiếng ngàn con trâu mộng nó hò la vang dậy làm thanh viện để làm sao cho làm sao cho cái tinh thần trước thì là mặt tinh thần đã của cái kẻ địch của mình bị nao núng Đấy, như vậy nước đá rồi nước rồi mà nước không chỉ hò la vang dậy không chỉ lấn át cái tinh thần mà những ngón đòn của nó thầy phát hiện ra rằng là gì nước nó chia làm ba cái khoảnh khắc tấn công đầu tiên là cái những cái bong ke chìm pháo đài nổi dụ con thuyền vào để rồi chính à, dòng nước vô sở bất trí đánh khuyếp quật vô hồi tức là đánh lén ở phía sau con thuyền vẫn lao vào đúng không vẫn vượt qua được cái vòng thứ vòng như vậy thì nó đánh giáp lá cà đánh giáp lá cà một cách rất là liều mạng nó lao vào đá trái thúc gối vào bụng của hông thuyền nó lật ngửa cái cái con thuyền như như là người đô vật túm lấy thắt ông lấy đo vậy tức là nó đánh sắp lá cà đánh ra lá cà con thuyền vẫn giữ được cái sự thăng bằng vẫn tiếp tục liều lĩnh lao vào trận địa thì ngay lập tức nó đánh đòn tỉa đòn âm đòn vào chỗ hiệp nghĩa là con con những cái dòng nước vô sở bất trí tìm đủ mọi cách đủ mẹo lược thế nên mới dùng chúng ta mới dùng từ tâm địa mà nếu mà chỉ có một hai ngón đòn hay là một hai cái 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 kiểu cách trong trận đánh thì không không nói nhưng mà ở đây nguyễn tuân miêu tả thì dòng nước dường như tìm đủ mọi cách ở mà không cách nào trong cách nào cả để tiêu diệt bằng được cái con thuyền kia nói cách khác là dòng nước đá và nước cũng cách trận kia ấy, thì đã được nguyễn tuân nhà văn nguyễn tuân nhân hóa rồi khiến cho đá nước như thấy được chúng ta thấy được cái sự hiểm độc và liều lĩnh của nó đấy là ở cái phần tâm địa đấy, chúng ta thấy rất rõ một bên là ở một phần diện mạo thì là bất cứ cái đoạn sông nào cũng cho thấy được cái vẻ hung dữ và tác giả chủ yếu sử dụng cái thủ pháp đó là so sánh để chúng ta nổi bật. Tất nhiên là phần này cũng có so sánh. Rồi ở phần tiếp theo là chúng ta miêu tả cái tâm địa ấy, thì nhà văn lại sử dụng cái thủ pháp nhân hóa để có thể gợi cho chúng ta thấy hình ảnh của sông Đà. Và những thủ pháp nhân hóa này thì nhà văn đã miêu tả như thế nào? Nhà văn và qua đó thể hiện được cái điều gì? thì chúng ta nhìn lại nhá. Này, bốn cái đoạn Nhà văn chúng ta thấy được rõ Là cái diện mạo và tâm địa của một con thủy quái khổng lồ Một thứ kẻ thù số 1 của con người Đấy. Và qua cái uh, hình ảnh như vậy ấy, Thì nhà văn uh, qua cái một sông đà hung bạo Với cái diện mạo và tâm địa của một con thủy quái khổng lồ như vậy ấy. Nhà văn muốn uh, làm gì? Thứ nhất là qua đó nhà văn muốn khám phá cái tiềm năng về mặt thủy điện Cái sức nước như vậy là có thể Chúng ta có thể khai thác ở cái phương diện đó là tiềm năng về mặt thủy điện rồi và thứ hai là đó cũng chính là cái nền để nổi bật hình ảnh người lái đò sông đà đấy có hai cái mục đích chính để nguyễn tuân miêu tả cái con sông đà như vậy không ông thỏa mãn cái cảm giác mạnh khi khám phá ra được một cái hình tượng rất là độc đáo rồi ông miêu tả cái sức nước chính là tiềm năng về mặt thủy điện và để rồi nguyễn tuân từ đó ngầm sau này làm nổi bật được hình ảnh người lái đò sông đà đấy là cái hình ảnh mà chúng ta rất rõ và khi phân tích thì chúng ta phải chốt được một cái ý như thế. Ở đây thì thầy cũng muốn gợi cho các bạn một chút thôi để sau này chúng ta phân tích những phần sau. Đó là phân miêu tả cái cái sông đà hung bạo như vậy. Nhà văn đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật gì? Đây là một câu hỏi mà chúng ta có thể gợi vào đây. Tức là khi chúng ta phân tích ấy, thì chúng ta có thể chốt một chút về thêm bình luận một chút về cái phong cách nữa. Thứ nhất là nhà văn có một cái công phu lao động. Nhà, vì để khám phá ra được cái vẻ hung bạo của sông đà như vậy, ấy, thầy nghĩ rằng là hẳn nhiên Nguyễn Tuân không ngồi ở trên ở ở ở một cái nơi ví dụ như ở Hà Nội chẳng hạn để mà miêu tả mà có lẽ chính ông đang đã đi sông đi trên sông Đà mấy lần có thể là ngồi cùng với người đò đã vượt qua dòng thác dữ thì mới có thể miêu tả được những góc máy rất là cận cảnh và chi tiết như thế. Đấy là một người ham cảm giác mạnh và có một cái công phu lao động hết sức nghiêm túc. Thứ hai nữa là ông uh, sử dụng những thủ pháp như là so sánh nhân hóa và có một cái trí tưởng tượng thực sự uh, rất là độc đáo Ông so sánh con sông đà như một con thủy quái khổng lồ Ông so sánh cái sự sắp xếp của uh, đá nước giống như là cái trùng vi thạch trận Và Nguyễn Tuân uh, có sự hiểu biết trên rất nhiều lĩnh vực Hãy để ý mà xem Nguyễn Tuân sử dụng đến hơn 300 động từ Để miêu tả cái cuộc ganh đua uh, quyết liệt giữa con sông đà và người lái đò, uh, Vừa để thấy được cái sự hung bạo của con sông đà Vừa thấy được cái sự trí dũng của người lái đò. Mà ông miêu tả bằng nhiều phương diện làm võ thuật có nhá, thủ pháp điện ảnh có nhá, rồi à, quân sự có, đấy là một thực sự là một nhà văn rất là tài hoa, uyên bác à, có cái tôi cá tính. À, khi phân tích thì các bạn có thể qua đó để thấy được cái hình ảnh à, của người lái đò, à, của con sông Đà và của chính nhà văn Nguyễn Tuân nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng là hai cái phần hung bạo và chữ tình có một, à, có 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 một cái sự tưởng dường như là rất là tương phản và đối lập. Và bởi vì sao? Bởi vì cái vẻ hung bạo ấy, vẻ chữ tình là gì? Nếu như vẻ hung bạo là một con thủy quái Uh, rất là dữ tợn nham hiểm và đương nhiên những nét vẽ phải là bằng những cái nét vẽ nó rất là gân guốc nó rất là bạo liệt và dữ dội thì sang đến cái phần chữ tình ý, thì lại là một nàng tiên trên mặt đất cái vẻ rất là nhẹ nhàng rất là thơ mộng uh, rất là quyến rũ của cái con sông đà ấy. Uh, thì cho chúng ta thấy được một cái nét bút rất là uyển chuyển bằng những nét bút rất là uyển chuyển và rất là giàu chất thơ Đấy thì để có được một cái sự thay đổi về mặt phong cách như thế để thấy được cái um, một cái con làm sao mà có thể miêu tả được như vậy thì chúng ta thấy đúng là một nhà văn có tầm ông 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 miêu tả từ nét bút bạo liệt dữ dội sang nét bút uh, uh, uyển chuyển lấy chất thơ nó rất là nhẹ nhàng Đấy, cái sự tài hoa của nhà văn chính là ở điều này và hơn nữa đó là để miêu tả được cái vẻ trữ tình ý, thì nhà văn lại quan sát nó ở trên nhiều góc độ lúc thì nguyễn tuân bảo rằng là tôi đã bay ngang qua sông đà À, mấy lần lúc thì Nguyễn Tuân lại gặp sông Đà trong một lần đi rừng và 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 um, à, quay lại gặp nhưng gặp một cố nhân rồi có lúc Nguyễn Tuân lại đang ngồi uh, trên cái con thuyền và thả uh, cứ đi dọc cái 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 đoạn là uh, sông Đà đấy là những cái cho chúng ta thấy được một nhà văn thực sự là có tầm uh, và để um, uh, có những cái nét rất là riêng chúng ta nên khám phá cái vẻ đẹp trữ tình đúng theo cách Nguyễn Tuân đã tiếp cận. À, cái dòng sông này như thế nào? thì nhìn ở từ trên cao ấy thì có sông Đà, con sông Đà không còn là một con thủy quái khổng lồ mà có cảm giác rằng là bây giờ nó giống đúng là một cái nàng tiên rất là dịu dàng và những cái 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 đường nét những cái màu sắc của sông Đà nó cũng rất là thay đổi. nào là cái không còn là những cái nét gân guốc đúng không? không còn là những cái nét hung bạo nữa mà bây giờ là một cái sợi dây thừng ngoằn ngoèo và đặc biệt là một áng tóc chữ tình. À, không phải là sông Đà tuôn dài như một áng tóc mà là sông Đà tuôn dài Phải tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Việc điệp đến hai lần chữ tuôn dài đấy đã gợi cho chúng ta có cảm giác rằng đúng là trước mắt ta con sông Đà đang chảy rất là mềm mại. có nghĩa là gì? có nghĩa là ừ, à, cái văn cái, cái cái tài hoa của Nguyễn Tuân là có thể truyền cho người đọc chính trong những cái câu chữ của mình cái cảm giác à, và con sông Đà rất là sống động, rất là uyển chuyển, rất là tinh tế. Mà rồi còn màu sắc cơ màu sắc mà Nguyễn Tuân miêu tả con sông Đà cũng thực sự mang một cái vẻ dáng điệu cái vẻ ngoài ấy nó nó rất là đẹp nào là xuân thì xanh ngọc bích là màu là thu thì lừ lừ chín đỏ đấy và một với một nhà văn mà đã tìm hiểu cái điều gì cũng tìm hiểu một cách rất là cặn kẽ thì ông uh, ông ông tìm hiểu khi nó chúng ta còn cảm giác rất là bất ngờ vì nếu như viết một câu là màu sắc sông Đà xuân xanh ngọc bích và thu lừ lừ chín đỏ thì thì cũng đã đã hay rồi ấy vậy mà nguyễn tôn còn miêu tả như thế nào nguyễn tôn còn nói rằng là xuân xanh ngọc bích nhưng không phải là màu xanh canh hến của sông gâm sông lô đấy phải là xanh ngọc bích cơ phải là xanh đài cát xanh quý phái cơ và thu lừ lừ chín đỏ thì ông lại gợi một lối so sánh rất độc đáo thì nhắc lại là chúng ta có thể lặp lại cái 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 thủ pháp so sánh mà chúng ta vừa phân tích ở phần trước ông so sánh với là như là một người ra mặt người bầm đi vì rượu bữa mỗi độ thu về rất gợi cảm Đấy, khiến cho chúng ta thực sự là có thêm được những cái tri thức rất mới, những cái điểm mà rất là độc đáo, rất riêng của dòng sông Đà. Từ trên cao những đường nét và mà màu sắc khiến cho cái diện mạo, khiến cho cái vẻ ngoại hình của sông Đà thực sự rất đài các và quyến rũ. Thế thì còn còn ở cái vẻ thứ hai là ở khi đi bên bờ sông ấy, tức là Nguyễn Tuân là đi rừng. À, và sau đó thì là ra khỏi cái phần rừng như vậy thì ngay bên bờ sông Đà à, Nguyễn Tuân gặp lại một cố nhân một cố nhân với cái vẻ đầm đầm âm ấm một cố nhân mà ngày trước thì lắm bệnh lắm chứng nhưng mà cũng rất là gợi cảm rất là hấp dẫn đấy lâu ngày không gặp lại sông Đà như gặp lại một cố nhân và tại sao lại cố nhân vì nó có cái ánh sáng đó là loang loáng như trẻ con chiếu gương vào mắt gợi lại cái hình ảnh à, của cái tuổi à, tuổi thơ với những cái trò chơi rồi là nắng tháng ba đường thi nắng giòn tan sau kỳ mưa rầm hình ảnh của Đà Giang hiện lên thật gần gũi nghĩa là gặp lại sông Đà ấy như gặp lại một người bạn cũ bởi vì dường như ai cũng gắn mình với một dòng sông và đến với sông Đà chính là đến với uh, cái tuổi thơ với với cái 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 vẻ đẹp rất là sinh động và gần gũi như thế đấy là cái hình ảnh rất là gần và rồi uh, chính cái thân thuộc cái gợi cảm của sông Đà còn đưa người đọc uh, Nguyễn Tuân còn đưa người đọc uh, trở về một cái thời điểm lịch sử khác chúng ta hãy xem đó là khi khoảnh khắc mà Nguyễn Tuân miêu tả tả lại cái lúc mà mình thả thuyền trôi trên sông nó rất là thanh bình và yên ả không còn là dòng thác bạo bạo liệt uh, dữ dội nữa cái cảm giác thanh bình yên ả đến với sông Đà uh, khi chúng ta đến với sông Đà như thế nào đó được đặc tả ở cái vẻ tĩnh lặng Nguyễn Tuân dường như đưa chúng ta trở về thời quá khứ tĩnh lặng như thế nào tĩnh lặng đến thời lý thời trần thời lê thì cũng tĩnh lặng đến thế mà thôi Đấy, không gian tĩnh lặng hoang sơ rồi tĩnh lặng như là bờ bờ sông như là bờ tiền sử rồi hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa chính cái tĩnh lặng này cái hoang sơ là gợi ra một cái dòng sông dường như là thoát ra khỏi cái không gian dường như thoát ra khỏi những cái Uhm, sự uh, cái cuộc sống dường như nó nó có nhiều cái bốt bề nó gợi ra một cái tiềm năng rất lớn các bạn biết gì là gì không là tiềm năng về mặt du lịch đến với sông Đà chúng ta thấy uh, những lá ngô non những cỏ danh ra da nõn búp uh, đàn hươu ngộ ngẩng đầu cá rầm xanh quẫy uh, bọt uh, tung bọt trắng xóa như bạc rơi thoi thế thì những cái hình ảnh đấy nó rất là trữ tình nó rất là thơ mộng uh, đưa mỗi một con người nào đến với sông Đà cũng không thể quên được À, những cái vẻ đẹp rất là độc đáo, rất là riêng. đấy là à, thấy được cái sự lắng động và bâng khuâng của à, sông Đà. như vậy à, chúng ta thấy rõ ràng là nhìn ở góc độ nào thì sông Đà cũng hiện lên với một cái vẻ đẹp mà rất riêng. từ trên cao à, rồi đi trên bên bờ sông, rồi thậm chí là thả thuyền trên sông thì quả thật dòng sông ấy hiện lên rất là kiều diễm, rất là độc đáo. chúng ta nên nhớ rằng là trước cách mạng thì Nguyễn Tuân vẫn thích khám phá. Uh, thiên nhiên uh, đất nước thế nhưng mà ông lại thường tập trung vào khám phá cái um, những cái thú chơi uh, những cái uh, lối sống uh, của cái lớp nhà nho tài tử có thể là ở cuối mùa nhưng uh, đến bây giờ khi Nguyễn Tuân Hòa mình vào cái vẻ đẹp mà uh, hòa mình vào cuộc sống ấy thì nhà văn lại khám phá rằng là khám phá ra rằng là trong những chuyến đi của mình Nguyễn Tuân có thể ghi lại được những cái đẹp của thiên nhiên cái đẹp của uh, quê hương đất nước và quả thật là nhìn ở góc độ nào như thầy nói À, cùng về cùng tỏ luận với các bạn ấy thì là nhìn ở góc độ nào sông Đà cũng đẹp nó sông Đà kiều diễm à, như một người con gái đầy nữ tính à, sông Đà cổ kính như một à, áng thơ đường thi à, rồi à, sông Đà gần gũi như một cái người cố nhân rồi à, sông Đà đẹp hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa góc độ nào sông Đà cũng đẹp mà mà cái hay nhất đấy nhà văn có thể khám phá và à, nói ra được những cái vẻ đẹp đó không một cái góc độ nào ông lại miêu tả trùng với nhau tất cả đều có những cái nét rất là riêng rất là độc đáo và tất cả những cái vẻ đẹp mà kiều diễm lắng động sinh động gợi cảm này cho thấy một cái tiềm năng rất lớn và về một cái mặt du lịch ở cái đoạn chữ tình này ấy, thì chúng ta có thể so sánh một chút với uh, tác phẩm uh, ai đã đến dòng sông của tác tác giả học phổ học tường để xem cái cách mà tác giả tiếp cận ở uh, hai cái vẻ chữ tình của sông hương và vẻ chữ tình của sông đà như thế nào cái này thì uh, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên các tài liệu sách ở các sách vở hoặc là ở trên mạng để cùng tìm hiểu nhé so sánh một chút thế thì ở cái phần này thầy thi tổng kết như sau Đây. như vậy vẻ hung bạo chính là gợi cái vẻ đẹp hùng vĩ của sông Đà vẻ trữ tình chính là cái vẻ thơ mộng để ngợi ca cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và cho thấy một ngòi bút thực sự có tầm thực sự có tâm có tâm ở đây là có thể khám phá sông đạo ở nhiều góc độ, ở nhiều góc cạnh, ở nhiều tính cách. màn nét tính cách nào, góc độ nào cũng đều tạo ra được cái thần của dòng sông. tác giả có thể gọi là đã thể hiện được chính cái thần thái của dòng sông ấy. thứ hai là có tâm, bởi vì có tâm ở đây ý, thì nghĩa là nhà văn không chỉ để thỏa mãn cái cảm giác mạnh mà quan trọng hơn là nhà văn muốn gợi ca cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. khám phá ở chúng ta thấy rằng là thiên nhiên đất nước mình còn đẹp lắm. thank you